Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình gấp claim 1000 tóc cần có ký hiệu là ARN nè bạn. Thì dự án này đang trong chương trình bán hàng phi sale nha các bạn. Thì hiện tại dự án này nó ra dự án này sẽ list sàn Gay.io, KuCoin, Coinbit, UCS, sàn Lapan, Bitum, Bobit nè các bạn. Sàn Raken này nó sàn lớn không nè các bạn. Hiện tại dự án này nó cũng có app trên Google Play, App Store này, bạn đang nhấp vào mình sẽ thử các bạn. Dự án này làm về công nghiệp các bạn, nó có app nên các bạn yên tâm mà claim các bạn. Thì để claim được con này các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Sau đó các bạn mở cái app của mình ra nè, các bạn dán địa chỉ cái phần link claim mình dưới phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Rồi các bạn cho mạng BNB xem exchange nè. Rồi sau khi connect xong thì các bạn bấm vào một address nha các bạn. Hiện tại mình không khuyến khích các bạn mua video nữa các bạn. Mình thấy dự án này rất là tiềm năng đó. Thì các bạn mua minbay là 0.01 BNB nữa các bạn, thì sẽ 0.01 BNB thì sẽ được 10.000 token ARN nữa. Còn mình claim rep fee thì mình trốn mình được 1.000 token ARN nữa các bạn. Rồi các bạn sẽ mất phí mạng là 0.0005 BNB bằng 0.2, tổng số tối đa là 1 đô và bước luôn. Rồi các bạn claim luôn các bạn, bỏ đại đi, sau này đi đâu lý sàn lớn giá cao sao các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy địa chỉ BNB xem bánh xe nha mình nè, các bạn gõ BSC nha các bạn. Chút xíu nữa mới chắc mình mua 0.01 token nữa các bạn, thấy nó tiềm năng quá. Rồi các bạn dán địa chỉ của tất cả các bạn vào trang BSC scan nè các bạn, mạng lốt chậm của các bạn ơi. Rồi sau đó các bạn nhấp vào này nè các bạn, rồi các bạn nhấp xuống bet 20 nè, sẽ chưa về nữa ta. Ok, để mình dán con chắc rồi về các bạn, thì các bạn chọn mạng BBC Messenger mình dán con chắc để chị hiệp động nó vào, các bạn bấm tiếp theo các bạn. Ok, mình đã dán được 1000 token ARN nè các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn, vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.